giá vàng hôm nay 16 tháng 5 tiếp tục chuỗi ngày yên ắng, đà tăng đã hết. Sáng sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động nhẹ và giao dịch gần 67 triệu đồng trên lượng bán ra. Hiện tại kim loại quý trong nước đang được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 66,65 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,27 triệu đồng trên lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng thương hiệu Doji tại khu vực Hà Nội đang được niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,2 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng phú quý SJC đang niêm yết ở mức 66,55 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,15 triệu đồng trên lượng bán ra. Vàng PNG đang mua vào ở mức 66,6 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,2 triệu đồng trên lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,13 triệu đồng trên lượng bán ra. Giá vàng thế giới rạng sáng ngày hôm nay gần như không đổi so với rạng sáng ngày trước đó, với vàng giao ngay tăng 3 USD lên mức 2016 USD trên ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2021,3 USD trên ounce, giảm 1,4 USD so với rạng sáng ngày trước đó. Thị trường kim loại quý yên ắng khi các thương nhân đang chờ đợi các thông tin quan trọng trong tuần này, bao gồm cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn vỡ nợ tại Mỹ, cuộc giới hạn nợ lần thứ hai được Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cùng lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội sẽ được tổ chức vào hôm nay theo giờ Mỹ. Tại cuộc họp đầu tiên đã diễn ra vào tuần trước, đã không có tiến độ nào được ghi nhận. Nhìn về dài hạn, các chuyên gia của ngân hàng ABN AMRO mới đây cho rằng đà tăng của vàng có nguy cơ cạn kiệt. Nhà kinh tế cấp cao Jokes Billy tại ABN AMRO cho biết đà phục hồi xuất sắc của vàng đã đưa giá vàng đi xa nhất có thể trong năm nay. Năm nay giá vàng đã tăng hơn 10% so với đồng USD. Đồng USD yếu hơn và kỳ vọng rằng chu kỳ lãi tăng sẽ của Fed sẽ sớm kết thúc là những lý do chính đằng sau sức mạnh của vàng. Những người lo ngại về triển vọng kinh tế, lạm phát và địa chính căng thẳng cũng đã hỗ trợ cho kim loại quý này. Chúng tôi nghĩ rằng xu hướng tăng bị hạn chế so với mức hiện tại, ông Byron viết. Khả năng tiếp tăng của giá vàng bị hạn chế vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ không cắt giảm lãi suất sớm như thị trường mong đợi. Bailey viết giải thích, các thị trường dự đoán việc cắt giảm lãi suất của Fed sẽ bắt đầu vào quý 3. Điều này được phản ánh trong giá vàng. Chúng tôi nghĩ rằng cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra sau đó và việc nới lỏng sẽ chỉ bắt đầu vào cuối năm nay. Đồng USD cũng sẽ ảnh hưởng đến vàng trong vài tháng tới do đồng bạc xanh có khả năng tăng khi thị trường định giá lại việc cắt giảm lãi suất của Fed. Nhưng xu hướng tăng giá tổng thể vẫn sẽ tiếp tục và vàng sẽ tăng tốc vào năm 2024 với việc Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ của họ. Bailey viết, với việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed, ECB và BOE sẽ là yếu tố tích cực đối với giá vàng vào năm 2024 khi chênh lệch tỷ giá giữa USD, Euro, GBP so với giá vàng, tài sản lãi suất là bằng không. Được thu hẹp, chuyên gia này cho biết, ABN AMRO dự báo vàng sẽ tăng ở mức 2.000 USD trên ounce trong năm 2023 và 2.200 USD trên ounce trong năm 2024. Trong một báo cáo mới đây, Ngân hàng Australia và New Zealand cho rằng sau khi kiểm tra mức cao kỷ lục chỉ hơn một tuần trước, vàng đang hướng tới một phạm vi giao dịch rộng từ 1.900 USD đến 2.100 USD. Các chiến lược gia hàng hóa Daniel Hellis và Sonny Kimari của ANZ cho rằng vàng phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng là 2.062 USD trên ounce để có thể tăng cao hơn. Theo Hennes và Kumari, nếu vàng vượt qua mức này có thể kích hoạt hoạt động mua kỹ thuật mới và giá có thể sẽ đẩy lên mức 2.100 USD trên ounce. Các chuyên gia này cũng không loại trừ khả năng vàng sẽ rơi xuống 1.900 USD khi Fed vẫn duy trì lập trường diều hâu của mình. Với giá vàng trong nước biến động trái chiều và giá vàng thế giới niêm yết tại Kisco ở mức 2013 USD trên ounce, tương đương gần 57,4 triệu đồng trên lượng nếu theo
quy đổi theo tỷ giá Vietcombank trừ thuế và phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện khoảng gần 10 triệu đồng trên lượng.